Đây, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang phối ghép con âm ly đời nông BMA 2035 mã cùng với Dora Bow 301 AV monitor mới về cửa hàng quý vị. Thì dòng 301 AV monitor thì dòng cao nhất của Moren, thì dòng hát karaoke và nghe nhạc rất là hay. Thì anh em nào mà vừa hát karaoke vừa nghe nhạc thì chúng ta có thể lựa chọn đôi loa này. Dòng bao thì trước giờ nó quá nổi tiếng rồi quý vị, thì nó chúng ta có thể ghép với những con ly đầy nông như thế này hoặc những con ly đầy nông thấp hơn. Con này là 2035 mã, chúng ta có thể ghép với đời 2000 hoặc là đời 1500, giá nó sẽ tiết kiệm hơn, nó hợp lý hơn quý vị. Đấy, con đầy nông 2035 mã thì cũng đang có giá tốt, nó tầm dưới 14 triệu thôi quý vị. Chung là giá rất tốt. Và đầu bầu 301 AV motor hàng đẹp thì nó cũng có mức giá khá tốt quý vị. Loa này thì nếu mà giao lưu với quý vị thì tới tầm giá nó là 11 triệu 9 nha. Đây, căng zin nha quý vị. Thì đây đó, chép ha quý vị, sườn xanh nhà bình ha, đúng 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 zin của nó quý vị. Đấy, bát gân zin nha quý vị, đôi này bát là gân zin nha. Đấy, phần da quý vị xem, em mới có chùi sơ sơ thôi ha, chỗ này nó dính keo cái gì mà chùi nó chưa chùi nó là thành quách góc cạnh thì còn rất là đẹp quý vị nha. Đôi này thường á thì mấy cái phần da này nè đa số là nó bị tróc quý vị, nhưng mà cái đôi này thì nó còn nguyên ha. Đấy, này nè mà em chùi lại sạch sẽ đẹp đẽ thì nó còn đẹp quý vị, đẹp lắm quý vị. Này do mới về cho nên là gắn vào test cho quý vị luôn chứ chưa có mà thử, chưa có mà chùi cho nó vệ sinh sạch luôn. Căng zin nha, hai bát này thì nó đều màu hết, gân zin nha quý vị, gân zin nha. Cái gân zin của nó quý vị sờ vào là biết ngay vậy ha, nó mỏng mà nó mềm, rất mềm. Đấy, còn quý vị thay thì nó sẽ dẻo hơn. Đấy, thì 301 AV thì cái sườn ha, một từ xanh nhà bình. Đấy, 320 rất đẹp nha quý vị, mặc dù là chưa có lau chùi bụi bặm gì cho nên nhưng mà nó đã rất đẹp rồi. Thì quý vị thấy là phía sau bên kia cái tem này nó bị chóc mắt nè quý vị ha, tem này bị chóc mắt, 301 AV monitor. Đấy, bên kia nó bị khô keo, nó chóc hay là có ai đó lột ở bên bãi về. Đấy, bây giờ nó còn một cái tem bên đây thôi. Đấy, hàng bao zin hết nha quý vị, bao zin, bao nguyên bản hết nha, gần zin luôn nha quý vị, gần zin luôn. Mức giá rất là tốt quý vị, 11 triệu 9 thôi. Đấy, chúng ta có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke với cái đồ loa, với cái bộ này. Bộ này kết hợp với micro dây đó quý vị, tiếng nó rất là trong luôn ha, quý vị nghe rất là trong quắt luôn. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của cửa hàng. Em xin cảm ơn.